20. S2.vn hân hạnh đồng hành cùng trận đấu này. S2.vn máy chủ mới Chí Tôn Open Beta 16 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2021. S2.vn MU online cổ xưa phiên bản Season 2 đặc biệt, tối đa cánh cấp 2, không ngay tầm mới, giới hạn reset 1 ngày 3 lần, free gift code dành cho các tân thủ. Anh em hãy đăng ký tài khoản tham gia chơi và PK cùng các game thủ VLUB BB tại S2.vn nhé. S2.vn quý tộc hoàng gia. Summer. Xăm gì Quýt ơi? Ôi xăm cho son à? Ngon. Ôi Summer và cho son. Rồi. Summer cho son, bên kia ôm bom mình hoặc là bên kia khó ôm bom con Summer lắm. Đội bạn khả năng cao lựa chọn kiểu mà chuyển một áo. Bạn này bạn khá thường thấy khi gặp con Summer. Còn mình là quân dễ đánh, cực kỳ dễ đánh. Thắng thế này đánh tiếp anh ơi. Thắng thế này phải xúc tiếp chứ. Đối lý do đầu tiên của đến thủ Cam Quýt. Summer đối đầu với cho son. Thì làm gì? Đăng tải cái gì? Không phải anh Nguyễn Đình Đại nhá, em đặt Titan. Anh Linda. Hay bị nhầm anh Linda. Một bài hiêu thì càng Quýt đây. Nói chung bài này thì với chiếc con này tôi cần một bài đủ là được, không cần quá nhiều đồ, nó phải đủ nhá. Có một đôi voi, một bầy hiêu dành cho game thủ Cam Quýt. Quân này thì mình đánh chém đi, cứ đi chém cho nó chắc. Tránh thắng thổ, thắng thổ nhá. Em chưa anh ơi, em chưa vợ con gì nhá. Thế bình luận viên không có mấy ông có vợ. Mét thì có mấy ông Nhã đâu, đã có vợ rồi thôi. Ở đâu anh em nó còn độc thân vui vẻ hết. Chiều anh làm kiểu gì đấy? Chiều anh làm kiểu gì à? Donna E. Calore, Alamar, Oklahoma, Rogan, Alamar, Rogan, Calore, Alamar, Oklahoma, Yuri, Alamar, Yuri, Calore. Ô, cái bãi quả kìa. Sáng sớm mưa này nó hơi lạnh. Lúc tầm 6 giờ hơn em dậy mà. Rồi chúng vẫn hút được cái bãi quả này. Chúng ta đang có thêm một con voi nữa. Ở chắc là tí làm tạm bát mì em ạ, chứ cơm nước thì chiều phải làm luôn rồi. Cơm nước gì cả. Nói chung là bây giờ thì hôm trước đi siêu thị mua ít mì. Cái kiểu mà làm như này chắc là tí phải đánh thắng xe này xúc xe 4 em ạ. Không kịp mà ăn. Đánh xong C4 tầm gần 12 giờ. À, xin lỗi em, tầm gần 1 giờ, tầm hơn 12 rưỡi. Là gần đến giờ làm chiều sư mất rồi. ChipBoy lên đồi muộn hơn chúng ta. Bài khung dành cho Cam Quýt. Đánh chém cùng nhà. Chặt gỗ cho nó dần nó vào cũng được. Ồ, đúng rồi, C2. C2 thua mấy trận chung kết. Chứ không là ngon đấy. Rồi, ăn thêm con voi nữa dành cho Cam Quýt. Tôi vẫn chưa thấy con giò của ChipBoy đâu. Kịch bánh xe. Đánh cái thằng A à? Không phải là đánh cái bài chuyển hàng một áo như tôi dự đoán. Hay là giò lộ. Hai con bò này giúp cho Quýt tôi khỏe hơn. Chúng ta đi dò nhà của ChipBoy. Không có 9 giờ à? Vậy thì khả năng không có 6 giờ, khả năng cao sẽ là 3 giờ. Đánh tặng ngang một áo dành cho game thủ ChipBoy và công tê lên nhà mình. Không phải là bài chuyển và đánh thẳng luôn đi ạ. Cù đờ đủ ấy, cù đờ đủ, mình đánh kiểu cù đờ đâu. Chạm sau bậc đàn, xong một hai con đảo mới quấy mọc vào đường. Cây của anh xong rồi. Càng sớm rồi. Ui, qua đầu phết nhá. Qua đầu đấy. Ngoài đấu mà bên kia lên đời cũng sau mình chút xíu rồi. Họ nâng cấp một lần cung A này, cung A cũng đã khá đông rồi. Rồi lùi lại tí, cứ bình tĩnh, quân này cứ bình tĩnh thôi, không có gì phải vội cả. Đồng cung đồ bắn gì ở mình tầm xa hơn. Đồ hay, đồ máu, đồ mèo sổ lên. Vàng đang hơi nhiều rồi nhá. Ui giời, cung A em nữa kìa, cung A. Có bế rộng dạng được, BC thì đúng rồi. Ôi, con cầu vàng nhiều lắm đấy. Thôi bỏ sư đi ăn gỗ. Tăng A, cứ ép chiều quân đến thôi. Công nghệ gỗ hay đầu máu vào. Liên tục công vào mặt này của cầu thủ ChipBoy. Không bắn như M là bạn lỡ lên gỗ hai cũng được. Đánh đúng kiểu solo cung luôn. Đánh một hai con ở bên trong thôi. Đơn vào trong quầy. Còn cung đơ đứng bắn áp lực, bắn BM luôn. Chắc là con cho son chơi gỗ hay đâu. Bài khung ấy nhở, bài khung đấy. À, ai chà. À, đánh như mang xe lùi 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 lùi. Ăn miếng trả miếng không? Mình chơi lại ca Summer rồi bạn hiểu không? Ca anh em ạ, cá dị tới từ ChipBoy. Mình Summer mình chưa đánh ca lại bị con cho son nó dã cao vào đầu. Chất lượng thật. Đây gỗ vàng đang nhiều đấy. Đây có ông làm tí ca không? Ô đâu à? Ôi, chung kết rồi. Ôi dồi, đi còn đấy kìa. Đấy, có 2 con cá, 4 con cá này. Còn cũng được mấy con cung A, 10 con cung A. Ôi, lục trận xăm trò đít. Ơi, bên kia đít mà nhỉ. Cái đít bên kia họ lơ ngớ lại hiện là mình đít đấy. Kiểu solo thường vậy lắm. Nếu mà bên kia nó đít thì mình được đánh lại quân. Phản danh bố sóc quá, Quýt dân kiến trúc. Kích 4 ạ, à, làm gì kích được 4 anh. Trong ca nó sóc ca thôi. Cho son kích được 4 thì không thể. Chắc chắn là không thể. Chắc là ChipBoy mất mạng, vẫn chưa thấy mạng ChipBoy đâu này. Sâu lại nào. Là chip mất mạng, máy chip mất mạng rồi. ở đây. Nhắn cho chip xem rồi Quýt đây. Bên chip nó, bên pet chip nó đen xì rồi, mất mạng rồi. Vậy là ChipBoy bị mất mạng rồi ạ. Thôi đợi tí em, đợi tí bên kia lại mạng đã. Đây rồi, chip có mạng rồi. Random á. Random lại à? Thua rồi gì? Rồi vậy là bên kia ChipBoy thấy Quýt bảo vệ ChipBoy nhận thua rồi anh em nhé. Tôi bảo random thì là hơi random là hơi dị. Thua gì đấy Quýt ơi? Popper à? Ở phô gách à? Một. Phô gách. Cố thắng C này nào, cố thắng C này nào. Hai C đầu mình đang để thua rồi. Vậy là ChipBoy nhận thua ở trận đấu vừa rồi nhá, trận đấu đít vừa rồi. Phản động nhau đến với trận đấu